Chào các bác, đây là cái đường hồ của SK của bác Thủy ở Hoài Đức, Hà Tây nhé, Hà Nội này. Đó, số điện thoại đây. Thì cái đồng hồ này của bác ấy thì em thấy là cái núm bơm của nó này các bác này. Núm bơm của nó cứng ngắc, nó không bơm được lịch. Đó, thì bây giờ em sẽ sửa cái núm bơm này cho bác ấy bằng cách thay núm khác. Thay núm khác. Đấy, thì cái mẹo cái thay núm bơm này em cũng hay chia sẻ đấy. Các bác thấy, đầu tiên là để cái núm bơm này cái khóa càng cua này nó không bị mất ấy, thì mình sẽ tra một tí mỡ vào đây. Đó, để cho nó dính vào đấy. Chỉ cần một ít thôi, không cần nhiều. Đó, sau đó là mình sẽ dùng cái tô vít này, mình đẩy nó ra thôi. Đó, đẩy cái khóa này của nó ra. Em sẽ zoom lại gần một chút. Đó, đẩy cái khóa này ra. Bác nào cần liên hệ với em thì kết nối Zalo với em nhé. Số điện thoại Zalo này này. Em cần cái Zalo này của các bác thì em mới có thể làm được cho bác, tại vì em còn bắt bệnh tư vấn báo giá cho các bác nữa. Và em phải cần hình ảnh cái đồng hồ của bác nữa, được chưa? Đó, do là cái núm bơm này nó bị kẹt cứng ngắc rồi các bác ạ. Kẹt cứng ngắc luôn. Đó, nên là cái cá này của nó cũng không rất khó ra. Đó, nó bị kẹt khóa. Đó, rồi em sẽ cố gắng tháo cái cá này ra bằng hai cái đầu tu vít này. Đó, ra rồi các bác ạ. Đây, cá của nó đây. Khá là bé. Đó, nên là cái cá này mình sẽ để gọn nó vào, không thì nó sẽ rơi mất. Đó, rồi em sẽ đẩy cái này ra để kiểm tra cho các bác. Đây các bác thấy, ui giời ơi, nó dỉ hết rồi các bác này. Nó dỉ hết rồi này, thậm chí nó còn cong nữa cơ. Đấy, nó dỉ cong hết rồi. Rồi em bây giờ sẽ để ở đây nhá. Em sẽ vệ sinh đã. Vệ sinh cái núm bơm này đã. Cái lỗ núm bơm này. Đó. Rồi bây giờ em sẽ thay cái núm bơm khác nhá. Em sẽ lấy cái núm bơm khác để thay cho khách. Đây là cái núm bơm của em này, cái núm bơm xịn nhá. Núm bơm xịn các bác nhá. Hàng inox đấy. Đó, em sẽ lấy thay cho bác ấy. Cái này em đã tháo ra rồi đấy, em kiểm tra rất là kỹ càng những cái này. Đó, để không bị có vấn đề gì xảy ra cả. Đó, và cái khóa của nó đây các bác. Đó. Đó này. Đó. Rồi bây giờ em sẽ test thử đã. Test thử cái này. Cái này nó có hai cái rong này các bác. Hai cái rong. Nên là nó sẽ tốt hơn. Em sẽ test thử luôn. Ok. Em thấy là nó khá là mút. Khá là mút, mút khá chặt. Đó. Và em sẽ tra một tí dầu mỡ vào cái rong này cho nó trơn tru một tí. Đó, vào đây. Nó trơn tru một tí. Rồi các bạn. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ vệ sinh cái lỗ núm bơm này. Lâu ngày nó dỉ đấy các bác. Đó, nên là mình cần phải vệ sinh sạch sẽ cái lỗ núm bơm này. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đóng cái lò xo vào. Đó, lò xo núm bơm vào. Đó. Rồi bây giờ em sẽ lắp nó vào. Đấy, các bác lắp vào các bác phải thử nhá. Nó có phải có độ nảy đấy các bác nhé, nó nảy như này. Đấy. Sau đó là em sẽ cố gắng lấy một tí mỡ em bôi vào như vừa nãy. Vừa nãy em làm như nào thì bây giờ làm đúng như thế. Đấy, bôi vào để cho nó phải nảy ra đấy. Đấy, em sẽ đẩy làm sao cho nó chuẩn và đúng lỗ của nó. Đó. Và bây giờ mình phải giữ nhá. À, bắt buộc của cái này bây giờ mình phải giữ. Mình giữ. Đó. Bây giờ em bôi được một tí rồi thì em sẽ lắp cái cá của nó. Cái cá của nó là đấy. Và em để vào đây. Các bác để vào đây. Đó, sau đó thì em sẽ lấy cái đầu panh này. Em ấn nó xuống là được. Đấy, nó cứ tạch phát là được. Đây các bác nhìn thấy này. Ok rồi. Đấy, các bác thấy không? Ok rồi. Đấy, em làm rất là nhanh đúng không? Thay núm bơm xong. Đó. Bây giờ em sẽ thay cái rong đáy cho bác này nữa. Cái rong đáy. À, cái rong của bác ấy xẹp rồi, em sẽ thay cái rong khác cho bác ấy. Đây là cái rong khác em sẽ thay cho bác ấy.
Đó. Đấy, em để sẵn đây rồi. Đó. Em hay làm cái dòng SK này nên là đồ thay em lấy chuẩn đúng loại của nó luôn. Đó. Đó, mình sẽ tra luôn cho khách luôn. Đó. Của bác này thì đã qua một thợ rồi nhá, họ lau dầu rồi. Đó, của bác giòn, bác bảo bác mới lau dầu thôi. Đó, nhưng mà em lau dầu cho bác lại cũng khá là bẩn. Đó. Rồi, xong bây giờ em sẽ lắp vào nhé các bác nhé. Đây. Em đã thay xong cái tí núm khác rồi này. Đấy, cái tí núm cũ của nó bị gãy các bác nhé. Em thay hết rồi. Đó. Thì bây giờ em sẽ tra luôn vào cái núm này cho nó ngon lành phở luôn cho bác luôn. Đó. Đó. Do khách là xa nên là mình sẽ làm cẩn thận cho khách thì nó yên tâm hơn. Đó. Rồi bây giờ sẽ lắp vào. Đấy. Trước khi lắp vào em sẽ vệ sinh luôn ở bên trong các bác. Đó, các bác nhìn thấy nó bẩn này. Rất bẩn. Đây là em vệ sinh một lần rồi đấy các bác nhé. Đó. Rồi mình sẽ thổi bụi cái này đi. Thổi bụi. Đấy, thổi bụi mặt kính đi. Đó. Em sẽ lắp vào. À em còn quên, em còn chưa sửa cho các bác cái lịch nữa. Còn cái này còn bị bánh lịch nữa, đúng rồi. À, nên em chưa kịp lắp vội vào. Chưa kịp lắp vội vào. Em mới để này thì các bác nhé. Đó. Rồi bây giờ em sẽ lắp tạm cái vỏ này vào cho có bụi nó khỏi vào thôi. Bụi nó khỏi vào. Đấy. Và đến ngày mai chắc chắn em mới có thời gian em thay tiếp cho bác cái bánh lịch. Đó, đây là của bác Thủy ở Hà Nội. Đấy các bác.